ngày 27 tháng 12, Công an huyện Thanh Liêm cho biết đơn vị vừa triệt phá tụ điểm mại dâm tại nhà nghỉ Xuân Trường thuộc thôn Phú Gia, xã Thanh Nguyên, huyện Thanh Liêm, bắt giữ 4 đối tượng hoạt động mại dâm. Trước đó, tối ngày 24 tháng 12, bằng các biện pháp nghiệp vụ, đội cảnh sát hình sự Công an huyện Thanh Liêm phối hợp với Công an xã Thanh Nguyên bắt quả tang Nguyễn Hữu Nghị, sinh năm 1956, trú tại thôn Thượng Đại Vượng, xã Thanh Nguyên, là bảo vệ nhà nghỉ đang tổ chức cho gái bán dâm thực hiện hành vi mua bán dâm với khách tại phòng 205 nhà nghỉ Xuân Trường. Tại hiện trường, cơ quan công an đã thu giữ 2 điện thoại di động, 1 triệu đồng và một số tang vật liên quan đến hành vi mua bán dâm. Bước đầu, Nghị khai nhận đã gọi gái bán dâm đến nhà nghỉ để bán dâm cho 2 khách mua dâm, sau đó thu của mỗi khách 500.000 đồng và trả cho gái bán dâm 300.000 đồng trên một lần bán dâm. Hiện Công an huyện Thanh Liêm đang tạm giữ Nguyễn Hữu Nghị và điều tra mở rộng làm rõ vụ án.